Dạ, kính thưa toàn thể chú quý vị. Vậy thì hôm nay Thành Hậu sẽ trao đổi với toàn thể cô bác bà con qua một cái tiêu đề là Du Lan. Thành Hậu có hứa với toàn thể quý vị là sẽ trao đổi về cái đề tài giải đảo quyền, rồi Du Lan báo hiếu. Thì lời nói đầu tiên, Thành Hậu xin kính chúc cho toàn thể cô bác bà con luôn luôn được bình an và sống trong tinh thần lục hòa của nhà Phật, và luôn luôn thân khỏe và tâm được an và tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Thưa quý vị, thì nếu nói về cái ngày Du Lan thì ai nấy cũng, nếu nói về Phật tử và cho đến người tu Phật, ai nấy cũng hết sức là ngậm ngùi, vì trong gia đình cũng có người thân, cũng như cha mẹ ông bà cũng có hết, nhưng mà lần lượt đã qua đời. Tại vì sách xưa đã cho biết là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa, Đức Thầy đã nói là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên, muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu, hoặc là thiên địa tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bách hạnh hiếu di tiên. Trời đất có bốn mùa, mùa xuân đứng trước, người có trăm hạnh, hạnh hiếu đứng đầu. Đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta đối với cái người con Phật, mà đặc biệt hơn nữa, ngày rằm này rất là buồn tẻ quý vị. Buồn vì chúng ta không được đi đến chùa để dâng hoa lễ Phật, để cầu an, cầu siêu cho phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và chúng ta cũng không đi được đến những cái nơi để làm sao để chúng ta cầu cho quốc thế dân an. Nhưng ở tại nhà, đối với người tu Phật, người Phật tử, thì chúng ta theo đúng ra thì đi đến chùa, nhưng thật ra trong lúc dịch bệnh này thì rất là khó khăn. Cho nên hôm nay Thành Hậu để trình bày toàn thể quý vị là Du Lan trong tâm mình. Dạ, Du Lan trong tâm mình. Vậy thì thứ nhất đó là xin định nghĩa là hai chữ Du Lan. Và thứ hai, ở đâu mà có hai chữ Du Lan này? Và điều thứ ba là chúng ta phải cố gắng thực thi cho bằng được tại sao chúng ta phải làm lễ Du Lan. Và cái thứ tư là làm lễ Du Lan bằng cách nào? Có bốn điều. Vậy thì mời toàn thể quý vị, điều thứ nhất là định nghĩa hai chữ Du Lan. Theo từ điển dịch thì chữ Du Lan đó là một cái danh từ viết còn viết tắt, đúng ra là Du Lan Bồn. Chữ Sanskrit đó nói là Du Lan Bồn là mở trói cho người bị treo ngược, tức là cái tội gì mà thiệt nặng đó là người ta sẽ treo ngược lại, treo ngược cái giò ở trên cái đầu vọng xuống đất đó. Gọi là cái lễ giải đảo quyền, là mở trói cho cái người bị treo ngược, thì là chữ Du Lan. Hay có một cái tên khác, có một cái ngày rằm này nữa gọi là xóa tội vong nhân, tức là tất cả những cái vong hồn, những quan gia, những cái người mà chưa tới số, những người mà đã chưa được đi đầu thai, thì ngay cái ngày rằm này mọi người cầu nguyện cho ông bà cha mẹ được siêu thoát, thì được đi đầu thai, rồi được về cảnh giới an lành. Đó, vậy thì cái chữ Du Lan là Du Lan Bồn, cũng như có đoạn Đức Thầy có nói đó, tức là nói về cư gia tịnh độ đó, tâm viên mãn, theo đúng ra đọc hết nghĩa là cư gia, là tại gia cư sĩ, mà Đức Thầy chỉ viết tắt thôi cho chúng ta biết là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, tức là chúng ta biết rằng là cư sĩ tại gia. Đó. Như vậy là chữ Du Lan mà gọi là trong cái nghĩa là Du Lan Bồn, dịch ra là mở trói, gọi là lễ giải đảo quyền, mở trói cho người bị treo ngược. Đó là cái nghĩa Du Lan. Như vậy tức là sức nguồn nghĩa Du Lan. Có nhiều khi mình đi lễ, đi chùa mà người ta hỏi mình đi đến đó làm gì, nó tôi đi mừng lễ Du Lan. Cũng không biết Du Lan là gì thì cũng đi vậy thôi. Đó. Đó là một cái ý nghĩa chữ Du Lan. Và thứ hai
là Du Lan nó bắt nguồn từ đâu, cho nên chúng ta mới đi như thế này. Chứ nếu mà hiện tại bây giờ chúng ta làm cái gì cũng phải biết cái nguồn gốc. Thí dụ làm ăn thì thí dụ mình vô cái công ty đó, mình coi cái công ty đó là ở đâu, công ty đó có nguồn gốc hay không, và công ty đó có công ty kêu bằng công ty ma vậy không. Nhiều khi có một số công ty mà nó không có cái giám đốc, nó không có cơ sở, nó không có cái nơi để mướn, để làm gì đó. Cho nên hôm nay đối với cái việc tu cũng vậy, vậy là cái nguồn gốc Du Lan này xuất phát từ đâu. Thì quý vị mà nếu nói về đạo Phật thì ai cũng biết, nếu nói về Đại Hiếu Mục Quyền Liên là một người con chí hiếu, một mẫu chuyện tên là La Bốc và bà Thanh Đề. Và sau khi ông đã qua đời, ông là một ông trưởng giả rất là giàu, ông qua đời thì La Bốc mới theo cái nghề của cha là đi buôn bán, ngày xưa gọi là thương buôn đó quý vị. Nhưng mà sau khi cha qua đời rồi, La Bốc cũng rất là buồn. Thôi bây giờ nói với mẹ, chia ra làm ba cái gia tài này. Thứ nhất là đưa cho mẹ, thứ hai là đưa cho La Bốc để đi làm vốn buôn bán, thương buôn. Thứ ba còn lại đó là riêng về phần của ông quá cố đó, của cha của La Bốc, thì nói với bà Thanh Đề rằng mẹ ở nhà phải kính tinh Tam Bảo, phải cúng dường tăng sư và phải bố thí cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng mà thưa với quý vị, từ chỗ đó thì sau khi La Bốc đi, nhưng bà ở nhà bà không có làm được như vậy, không có làm được. Bà chỉ có theo những cái thầy Bà La Môn, rồi xiết giá, xác giết heo, bò, trâu, dê để cúng tế chuyện này chuyện nọ thôi. Đi theo con đường không có chánh đạo. Thế mà La Bốc gần về đến mà nghe dân làng ta nói lên thôi, nó chàng ơi, ba của cậu, mẹ của cậu ở nhà hàng ngày á, từ lúc cậu đi đến giờ cũng không có bố thí giúp đời, cũng không có kính tinh Tam Bảo, cũng không có là trọng lễ các tăng sư, vân vân, nói chung mọi thứ. La Bốc vừa nghe thì La Bốc xỉu cái gì, xỉu luôn đó, xỉu. Như vậy thì sau khi La Bốc xỉu thì một cái người bạn mới kè La Bốc về nhà, tại vì La Bốc rất là có hiếu thảo với mẹ lắm, kè về nhà. Thì bà mẹ bà Thanh Đề mới gặp La Bốc như vậy, gặp La Bốc mà trong lúc quằn quại đau xỉu như vậy, bà mới phát nguyện, bà nói, bà thề đó quý vị, bà xin thề á. Bà thề, bà nói rằng nếu mà từ lúc La Bốc đi đến giờ, con đi đến giờ là mẹ luôn luôn lúc nào mẹ cũng lo cho từng những vị tăng sư, mẹ lo cho tất cả những cái người nghèo khổ cơ bần đối các nhân dân đó. Nếu mà không như vậy là cho mẹ đọa vào A Tỳ địa ngục. Thưa quý vị, lời thề đó là bà bị dướng phải đó. Thì trong vòng 7 ngày sau bà thọ bệnh nặng và bà qua đời. Và kể có một đoạn nữa, có một lần đó thì chính tay của bà, dạ chính tay của bà để gỡ những cái hạt lúa để đội một chung gạo đến chùa để cúng. Một vị hòa thượng đã đắc đạo rồi, vị mới biết, nói với tất cả những cái hàng tỳ kheo trong chùa, nói các con bữa nay có một đại thí chủ đến để cúng dường. Những vị này thì tưởng đại thí chủ là phải là mâm cao cổ đầy hay hoặc là xe cổ gì lớn lắm, mà không ngờ thì người ta toàn bộ người ta rước những cái người mà giàu sang, có người có của, có tiền, vân vân, nói chung là ta rước vô hết. Còn bà là bà đội một cái chén gạo, bà chính tay bà gỡ mấy ngày mấy đêm mồ hôi nước mắt của bà để bà đem đến mà cúng dường để tạo phước mà. Nhưng mà những vị này không có điểm, không có nhớ tới bà, không thấy tới bà, lo bưng rước những cái người khác. Bà mới giận quá, bà đổ xuống tại trước cửa chùa và bà chà đạp lên và bà phát nguyện rằng từ đây trở lên bà sẽ gặp tăng, bà chữ tăng, gặp cái gì nói chung ra đạo pháp là bà không thích không ưa. Cho nên sau khi vị bà thượng đó về mới hay tin, mới dòm phía trước cửa chùa đó là mới gặp những cái gạo, ông biết đi liền. Ông nói sao, tại sao ở đây hôm nay có vị đại thí chủ đến cúng dường hay không,
đó, những hàng đệ tử nó dạ thưa bạch thầy dạ không à, thì ông mới nói là kể gì đó bà Thánh Đề vân vân. Trong lúc này những vị này cũng hết sức là sám hối và hối hận, và sau đó bà Thánh Đề bà mới trở về, bà mới giết một con chó mực. Bà giận quá bà giết một con chó mực, thì bà mới mần thịt con chó mực đó luôn, và chó mực của bà cũng yếu lắm, bà làm bánh bao xịn soạn bà đem đến mà cúng chùa, đem đến để cúng chùa. Và cuối cùng thì bà đem đến bà cúng, những vị sư trong chùa biết được tại một vị bà thượng trong chùa đã đắc đạo rồi mới nói thôi bữa nay chuyện nó vậy vậy, thôi bây giờ các con phải làm bánh bao theo ăn, cho nên bây giờ cái sự tích chỗ đó mà cái áo của những vị sư đó nó có cái tay cái túi ở trong, cái tay này mà túi rộng lắm, cái tay rộng mà cái túi ngược đây nè, để bánh bao vô đây, để bánh bao chay trong chùa theo ăn, để nằm đây và lấy cái bánh bao của bà Thanh Đề đó, bánh bao thịt chó đó, nhét ngược trở vô trong cái tay áo này. Thì những vị đến làm y như lời thầy, thì bà mới dâng cúng, bà làm ngọt ngào lắm à, bà nói chung bà quên, bà không có kể cái chuyện hồi hôm bữa trước, nó lúc nào bà cũng lo cho những vị tăng sư bên ngoài thôi, chứ trong tâm bà không muốn cho những ông này đọa địa ngục luôn, ăn thịt chó vân vân. Rồi thì quý vị biết, những nhà sư ta biết được rồi thì để trong tay áo và lấy bánh bao chay ra ăn, sau khi dùng xong mới tư mới cứu mới về. Bà lúc này bà ở trong bà cười đắc chí, cười đắc chí đó. Và vị sư đó, một vị thầy mới nói rằng thôi các con mới đem, các ông mới đem những cái bánh bao này đem chỗ gốc cây để đó, thì đem để gốc cây đó đó quý vị, thì nó sẽ mọc lên những cái loại mà hành hạ họ đang kêu. Và cho nên người số có một cái tương truyền rằng là ta nói những cái mình ăn hành hạ họ đang kêu đó là ăn cái không tốt này kia, thật ra nó có cái lý của nó, tức là hành hạ họ đang kêu nếu mà ăn sống á nó tăng thêm tánh nóng, gọi là ngũ vị tân, ăn thêm ăn đó nó tăng thêm tánh nóng, mà nếu ăn chín đó nó tăng lòng dục vọng. Cho nên cái người tu mình hạn chế, và nói về cái lý á, tức là cái người đạo mình không nên nói hành nói tẩu người ta. Dạ vậy đó quý vị. Dạ, chứ không phải là cái người tu phải giữ giới, phải bắt buộc mình phải không được ăn hành hạ tội nán kiệu vân vân. Đó là hai món đó. Như vậy thì sau khi bà mới rất đắc ý, nhưng cuối cùng rồi thì bà bệnh, phát bệnh lên, trong vòng 7 ngày sau bà qua đời. Thì vì cái tâm mà nó không tốt như thế, bà mới đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục. Thì lúc này La Bốc rất là buồn, rất buồn bã lắm. Thôi bây giờ là gia đình, cha mẹ, anh em không còn nữa, thôi bây giờ mình chỉ có tìm con đường chân lý tu học. Thì nghe đâu ở thành Ca Tỳ La Vệ có thái tử tới đi tu vân vân, ngài đã nghe hết rồi. Thì và sau đó thì ngài mới đi đến để tìm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau đó ngài thọ giới quy y. Và sau khi ngài phát tâm tu rồi, ngài mới quỳ mới nói Đức Phật, ngài đã chứng đắc ngài hạ thủ công phu. Tại vì là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mấy đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, hay là ngàn muôn kinh điển hiếu duy tiên mà thảo thuận ngài ký nhỏ giọt hiền, ở thế đạo đời làm vẹn vẽ, tu hành nhân đạo mới nên duyên, 3 năm nhũ bộ công nuôi dưỡng, 9 tháng cưu mang mới nộn phiền, nghĩa mẹ ơn cha đành ghi tạc, ngày qua biển ngàn mới lại yên. Như vậy hay hoặc là dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bà. Vậy cho nên ngài mới hạ thủ công phu, cuối cùng là ngài đắc đạo. Đắc đạo vì cái chương trình tu tập của ngài, ngài hạ thủ tu để làm sao đắc đạo, để cứu vớt, gọi là vớt hồn cha mẹ tổ tông 7 đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng. Ấy là ngài ban thượng công tu, chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bất thối, công phu dương tròn. Như vậy thì cô bác mình biết ông á đắc đạo rồi, ông dùng thiên nhãn, ông dùng thiên nhãn ông nhìn lên, ông nói chắc hồi đó nghe mẹ mình nói rằng là mẹ mình á là bố thí giúp đời ở nhà vân vân, thôi nhìn lên cõi trời 28 tầng đi, nhìn chỗ này chỗ kia 33 cõi trời cũng không thấy, đau lợi thiên, đau sức thiên, tha quá tự tại thiên, dục giới sắc giới vô sắc giới, ngài nhìn mà không thấy mẹ mình đâu. Và sau đó ngài mới nhìn về trong cái địa ngục từ tầng thứ nhất dài đến tầng thứ 10, và trong đó có một cái thiết vi địa ngục này là cái cặp mắt bình thường A La Hán không thể nào vô được, và thần thông không thể nào vô được. Như vậy mà ngài mới hỏi Đức Phật, quỳ xuống dập bạch Đức Thế Tôn,
Mẹ con lúc sinh thời mẹ con nói rằng là làm phước giúp đời, kính tinh tam bảo vân vân, mà tại sao bây giờ linh hồn mẹ con ở đâu? Con nhìn cõi người không có, nhìn cõi trời không có, nhìn xuống địa ngục cũng không có, vậy là mẹ con ở đâu? Lúc này Đức Phật nói này, ông Mục Kiền Liên, tôi cho ông biết rằng hôm nay vì mẹ của ông đã rất là tội nặng, cái tội gọi là ngũ nghịch tội, là hôm nay đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ, gọi là A Tỳ địa ngục, gọi là ngục vô gián. Chứ vô gián là không gián đoạn đó quý vị, tức là hành phạt hoài. Cái những địa ngục khác đó thì hành phạt có ngày ngưng nghỉ, nhưng mà địa ngục vô gián là hành phạt không gián đoạn, tức là bị cắt, bị cưa, bị dục cái chảo dầu dục vô rồi đó, là nó quần cái hồn lại, quần cái xác lại, có xác khác thì sẽ bị đau đớn, sẽ bị quằn quại đủ điều, xuống diêm đình thôi thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Như vậy thì cho nên là ông mới nói quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, vậy làm sao con vào địa ngục để cứu mẹ? Lúc này Đức Phật nói rằng thôi, vì ông có tấm lòng chí hiếu, hôm nay Thế Tôn sẽ cho ông mượn một cái cây thiền trượng, cái tích trượng đó quý vị, cái thiền trượng gọi là tràng phan tích trượng, cho ông nhận, cho ông mượn cái cây này. Nhưng mà xuống tới địa ngục đó, ông vọng vào cửa ba cái là điện cửa địa ngục tự mở toan ra, và lúc đó ông sẽ tìm mẹ ông. Rồi thì thưa quý vị, ông mới nghe lời của Đức Thế Tôn, và sau đó ông mới cầm một bát cơm xuống quý vị, bát cơm xuống và vọng cửa địa ngục thì gặp mẹ quý vị ơi. Đầu thì đội chậu máu, đít ngồi bằng trong, nỗi khổ nào bằng, đau đớn nào bằng, nó kêu bằng là không thể nào tưởng tượng được quý vị. Cho nên Mục Kiền Liên ngài mới bưng bát cơm giao cho mẹ, mẹ ơi đây là bát cơm. Thì thưa quý vị, trong lúc này bà đó, bà không có ăn được, tại vì lòng ích kỷ, tiền căn chưa dứt mà sợ của ma đến giật của bà. Nhưng mà chưa đến miệng đó thì quá lửa rồi, tâm lúc nào cũng luôn luôn bỏng sẻn tham gian, cho nên làm cho Mục Kiền Liên hết sức đau lòng hơn một lần nữa, là mẹ mình đang đói đang khát mà đưa kia cơm chưa đến miệng đó thì quá thành lửa, rất là đau lòng. Như vậy thì ngài mới thấy cứu không được rồi, ngài mới trở về quỳ xuống và bạch Đức Thế Tôn, con phải làm sao để cứu mẹ, nhờ Thế Tôn chỉ con cái phương cách nào để cứu mẹ con để ra khỏi A Tỳ địa ngục. Thưa quý vị, trong lúc này Thế Tôn nói lành thai, lành thai, lành thai. Đó, như vậy Đức Phật nói rằng là rất là quý, rất là tốt. Như vậy, nhờ câu hỏi của ông, chúng sanh thời mạt pháp này mới được phương thức để làm một cái lễ du lan, để mà cho siêu thoát ông bà, cha mẹ, gọi là xóa tội cho vong nhân. Rồi Đức Phật mới dạy, thôi bây giờ ông lựa ngay cái ngày rằm tháng 7, tức là cái người sư tu học đó là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là 3 năm, 3 tháng trong đó là kiết hạ an cư. Tức là trong 3 tháng đó là không đi ra khỏi ngoài, không ra ngoài. Tại vì mưa, trời mưa nè, rồi đó là đi ra ngoài thì sẽ bị đạp những trùng dế. Thì trong 3 tháng đó, những vị tu hành đạo đức đó là người ta tu có công đức phước duyên rất lớn. Ông làm món ăn 100 thứ, trái cây 5 màu để cúng dường mời tất cả các chư tăng từ xa gần đến để mà thọ thực, và sau đó ông làm một cái lễ để nhờ các chư tăng mà cầu nguyện cho mẹ ông được siêu thoát. Thưa với quý vị, trong lúc đó là Mục Liên mới hành làm y như vậy, về nhà mới bán hết tất cả, và sau cùng làm một cái đại lễ, làm cái lễ rất lớn. Cho nên cái lễ du lan báo hiếu này được xuất phát do đại hiếu Mục Kiền Liên. Tại vì những cái vị khác đó, người ta nói là chí hiếu, hay hoặc là trong thập nhị để thời của là gọi là nhị thập tứ hiếu đó, 24 vị hiếu thì hiếu này hiếu kia, nhưng mà không có ai bằng là Đức Phật đã đặt cho ông một cái danh hiệu là đại hiếu Mục Kiền Liên. Thưa quý vị, cho nên ông là rất là chí hiếu. Tại vì bây giờ là ông vừa tu tập vừa đắc đạo, mà còn là mời tất cả các chư tăng làm lễ trai tăng để cúng dường cho Tam Bảo, và sau đó nhờ các chư tăng để dùng cái công đức của mình để cầu nguyện cho vong linh người quá cố được siêu diêu nên miền Phật cảnh, thoát khỏi trầm luân. Như vậy thì bà được đầu thoát sanh cảnh giới địa ngục, rồi bà về cảnh giới trời để mà an hưởng phước. Và trong lúc đó biết bao nhiêu, trong cái địa ngục của bà đó là rất nhiều người
ngạ quỷ, nhiều người là trong thiết ghi đó mà nương theo yến sáng, nương theo công đức đó mà được hết khổ được vui và ngưng hình phạt và một số tội nhẹ hơn nữa. Nhiếp tâm niệm Phật theo thì linh hồn lúc này nhập về trên cảnh giới trời hết để ở. Thưa quý vị, cho nên gọi là xá tội vong nhân. Cái ngày đó xá tội hết. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng, và kể từ đó thì một kiền liên là một cái đề tài, một cái đề tài cho cái người Phật tử đến ngay cái ngày rằm tháng 7 à, chúng ta đi chùa lễ Phật vân vân. Như vậy thì đó là cái mục thứ hai, là cái ngày lễ Du Lan xuất phát từ đâu. Là ngày lễ Du Lan này xuất phát do một kiền liên đại hiếu. Đó, như vậy thì cái điểm thứ ba, tại sao chúng ta lại báo hiếu? Tại sao? Cái điều này cho chúng ta mới thấy rằng nó một cái điều để... Vậy thì con người sanh ra ở đời đó là thọ bốn ân, phải không quý vị? Cái mục thứ ba, tức là tại sao chúng ta lại báo hiếu ân cha mẹ? Tại vì trăm hiếu người xưa, trăm nết người xưa hiếu đứng đầu, phận làm trai gái phận làm dâu. Hay hoặc là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng phong cũ phủ kính công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tự. Mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng di mẫu bất tài. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ còn đâu. Đó là một cái câu hết sức là huyền thoại, trăm ngôn ngạn ngữ đã ghi biên lại tình nghĩa công ơn của cha mẹ sánh trời non biển. Thế mà trong kinh Dị Tần Hữu hoặc là những cái bộ kinh khác, cũng như là trong 10 điều ơn mà Đức Thầy chỉ biết là giảng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Vậy là thì chúng ta phương pháp tại sao lại để báo hiếu? Tại vì 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm, đối với sanh mang nặng đẻ đau đó. Trong 9 tháng cưu mang này, thưa quý vị, có khi nào mình làm nặng, mình để xuống mình nghỉ mệt? Còn cha mẹ mình 9 tháng cưu mang, mang cái bụng, có khi nào ngừng xuống nghỉ mệt không quý vị? Đâu có nghỉ mệt đâu, không bao giờ nghỉ mệt đó. Lúc nào cũng... Cho nên có 10 điều ơn là thập ngoạc hoài thai, lâm sản thọ khổ, sanh tử vong ưu, yến khổ thổ cam, hồi cam tụ thấp, nhũ bộ dưỡng dục, tẩy trạc bất tịnh, dĩ tạo ác nghiệp, rồi diễn hành ước niệm và cứu cánh lân mẫn. Đó là 10 ơn. Thì hôm nào thành hậu sẽ thiết lại 10 điều ơn cho quý vị mình, để cho những đoàn hậu tấn sau nó nghe, để nó nhớ lại. Như vậy là tại sao chúng ta mới làm lễ Du Lan? Tại vì ân cha nghĩa mẹ. Hôm nay sanh ra có sắc thân này do đâu? Do đâu rồi quý vị? Phải do cha mẹ không? Do tinh cha huyết mẹ cấu tạo thành. Như vậy thì bây giờ thân xác này đều do cha mẹ cấu tạo thành. Thì hôm nay Đức Phật đã nói với tất cả hàng tỳ kheo, có một người nào sanh ra vừa lọt lòng mẹ, vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi giáp núi tu di muôn đời kiếp cũng chưa đền được ân nghĩa của cha mẹ. Bây giờ đơn giản thôi nè, bây giờ quý vị mình nghĩ coi, trong lúc hiện tại bây giờ đó, là chúng ta ăn mặc ở bệnh lúc từ tấm bé hồi nhỏ thì trong bụng nè, mẹ no cơm chặt chội đó, khó khăn khi ra đời, đau đớn vô ngàn, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế, rồi lo cho tới lớn nè, lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ, đến đổi mặt một con mũi cắn con là cũng đau lòng, cũng rất là đau lòng đó. Rồi á, là lớn lên gặp mà con người ta có quần là áo lụa, con của mình thiếu thốn trăm điều, là một cái điều hết sức là đau lòng, là khổ tâm đó. Biết bao nhiêu là những cái gương hiếu, mà đây không phải đề tài chữ hiếu, cho nên thành hậu không có thể trình bày hết về vấn đề 10 điều ơn được đó. Mình chỉ sơ lược mà thôi. Rồi yến khổ thổ cam. Yến khổ thổ cam là gì? Tức là uống đắng nhả ngọt đó. Bà mẹ mang bầu rồi thì uống những cái thuốc đắng mà nhả nhường cái ngọt bùi, là gì? Máu hòa làm sữa nuôi rài hài nhi đó. Rồi sao nữa? Rồi nhường chỗ khô nằm chỗ ướt. Những có khi trời đông gió rét, bà mẹ phải nhường chỗ khô để cho con
cho con nằm, mẹ nằm chỗ ướt. Đó. Quý vị mình thấy không? Mình dễ gì được. Như vậy thì thêm nữa là gì? Là cái ơn thứ bảy đó quý vị, ơn thứ bảy đó, gọi là dĩ tạo ác nghiệp. Đó. Cái ơn thứ bảy này là chú, thì trong cái lúc này là vừa là dĩ tạo ác nghiệp nè, rồi gì nữa, rồi là diễn hành ức niệm nè, rồi tẩy trạc bất tịnh. Cái ơn thứ bảy là tẩy trạc bất tịnh, tức là vợ rửa những điều dơ bẩn, những điều dơ bẩn giặt vũ tối ngày. Bây giờ con mà lớn lên rồi, cha mẹ bệnh kêu nó giặt cái quần cái áo nó, khi nào giặt không quý vị? Không bao giờ giặt đâu, hiếm lắm, chứ không phải là không giặt, tức là giặt nhưng mà nó không vui. Bảy đứa con, một tay mẹ chăm sóc lo lắng cho tới lớn, công thành danh tội. Đến khi bây giờ công thành danh tội rồi, còn một bà mẹ già, bảy đứa con lo lại không nổi, lo không nổi. Ngày xưa cha mẹ lo cho mình, có khi nào mà cha mẹ nói tao lo hôm nay tao bay là 4 tháng rồi đó, 5 tháng rồi đó, có khi nào nói không có gì. Cha mẹ nuôi con thì như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày đó. Phải không? Tức là hiện bây giờ anh hai ơi, bây giờ má bà ở tôi là hôm nay 5-7 bữa đó nghe, nửa tháng rồi nghe, coi là anh cũng phải tiếp gắng tiếp nghe, chứ em bỏ công ăn việc làm đồ này kia nọ đó. Thì thưa với toàn thể quý vị, cho nên chúng ta thấy rằng vì cái tại sao chúng ta lại báo hiếu là vì ân nghĩa của cha mẹ đối với chúng ta như trời cao biển cả. Cha mẹ tại thế, tiền như Phật tại thế. Mà quý vị mình đã nghe mẫu chuyện rồi đó, tức là một cái vị này mà nghe nói Phật rồi thì ông rất là tin tưởng, rất là quý mến lắm. Ông đi tìm Phật, đi hoài, đi lặn suối trèo non, đi không biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu chỗ, ông đi hoài để tìm Phật. Bà mẹ già mù ở nhà quý vị, sớm hôm không ai mình là lo lắng gì hết, còn ông thì đi tìm Phật. Và đi đến một vị đó là thiên gia đó, nói ông đi đâu mà lâu vậy, ông đi đâu mà nửa đêm nửa hôm mà đi, thấy mình mẩy giấc giả tơi tả quá. Cái vị này nói dạ thưa ngài, tôi đi tìm Phật, tôi không biết Phật ở đâu mà tôi vẫn đi tìm, tại vì tôi nghe nói Phật là rất tốt, rất quý. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vị tiên sư tiên gia đó nói bây giờ đó ông đi đi dọc đường ông gặp ai ha, mang đôi dép ngược là ông Phật đó, ông đi đi. Mà ông đi về hướng này nè, tức là đi chỉ về hướng nhà quý vị, đi chỉ về, chỉ về về tới nhà đó quý vị, vừa le lói mẹ. Lúc này mẹ ra ngoài cửa, mẹ ngồi mẹ đợi con, ngày nào ngoái chầu mà đợi quý vị ơi. Đó. Vì trong lúc này đợi mà nghe vừa mới vô trong nằm ngủ thiếu thiểu thôi, nghe con nó lại về, mẹ ơi mẹ con về mẹ ơi, lại đi tìm Phật hoài không gặp, thôi trở về nhà. Thì vừa trong lúc đó cô bác mình nghĩ coi, thì ông bà mẹ rất là mừng, hết sức mừng đi, chạy ra ôm con hòa lên khóc. Thì cuối cùng người con mới ôm mẹ và nhìn xuống cái đôi dép của mẹ là mẹ mang đôi dép ngược, mới nói rằng ô đây là Phật rồi. Thì kể từ đó mà ông rất là hiếu thảo với cha mẹ đó. Rồi một hôm nọ có mẫu chuyện quý vị, mình nghĩ coi cái cô này đi chợ mua nải chuối về để cúng Phật, cúng dường cho những vị tăng sư đó. Thì bà mẹ mới thèm quá, mẹ bẻ trái ăn, cô này chữ quá chữ luôn quý vị, nó cái chuối này tôi đem tôi để tôi cúng Phật, cái bộ cúng bà sao bạn. À, rồi sau đó ông mới, cái cô mới đem lên trên chùa để cúng vị sư đắc đạo biết được. Thôi bây giờ cái nải chuối này đem về đi, cúng dường Phật ở nhà, đừng có cúng ở đây. Cái sự tích nói lên rằng là cha mẹ mình giống như Phật sóc vậy đó quý vị. À, gọi là trăm nết người xưa hiếu đứng đầu, thiên địa tứ thời xuân tại thủ, mà nhân sanh bách hạnh hiếu di tiên. Tức là cái người mình hôm nay mình tu bao nhiêu tu, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu tiên tu Phật đạo, trước hết chúng ta phải tu nhân đạo, nếu nhân đạo không tu thì Phật đạo còn xa. Như vậy thì hôm nay lý do gì mà chúng ta lại báo hiếu là lý do chúng ta đã thọ 10 điều ơn. Vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành hoặc là phạm tội sát sanh vân vân. Vì 10 điều ơn đó mà chúng ta lại mới báo hiếu. Đó. Và cái cuối cùng, cuối cùng là cái phương pháp để mà chúng ta làm lễ vu lan. Cái người cư sĩ tại gia thì chúng ta nó có điều thứ nhất là hiện tại bây giờ là chúng ta nên đến cái ngày lễ vu lan thì chúng ta nên đặt bàn hương án, đặt cái bàn hương án để chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ đó. Rồi cái ngày rằm tháng 7 này, tức là ngày xá tội vong nhân, thì chúng ta nên bố thí giúp đời,
nhường cơm xẻ áo và cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường, đặt cái bàn cầu cho phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, cầu cho được âm siêu dương thới. Đó, mà thành hậu đã có rút ra một số tiền của toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân, đã có rút vào đó để cầu an cầu siêu cho bữa quyến gia đình của toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân. Đó, và thành hậu hôm nay thì sau khi tối nay thành hậu cũng cầu nguyện cho quốc thế dân an và cầu an cầu siêu và cho những thân bằng quyến thuộc, bữa quyến gia đình của toàn thể quý vị trong và ngoài nước, những vị có tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ cho tất cả cô bác bà con trong một cái thời gian dịch bệnh này, quý vị Mạnh Thường Quân. Như vậy thì chúng ta cái phương thức báo hiếu là chúng ta nên là phải đặt bàn hương án để cầu nguyện là người cư sĩ tại gia. Đó. Và sau đó thì chúng ta phải đến chùa để cầu phước, cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Và sau khi chúng ta đến chùa mình nhìn thấy thôi quý vị, thấy ai mà cài trên vai áo của mình bên đây thì chúng ta thấy một nhánh hoa hồng thì biết được đây là cha mẹ còn đầy đủ. Còn ai mà cài vào một cái bông hồng trắng thì đó là cha mẹ đã qua đời. Thì bây giờ nếu ai còn cha còn mẹ thì hơn không cha không mẹ như đờn đứt dây. Ơn sâu con người cần phải trả, nghĩa cả cần phải đền. Làm con mà phải ráng mà lo báo đền, sống thì nuôi dưỡng chớ nên, đến khi quá giảng chớ quên nguyện cầu. Như vậy đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người ta hỏi gì chứ, bên đạo Phật ta mỗi năm ta làm lễ Du Lan lần đông lắm, gọi là mùa Du Lan, rất là đông người lắm, đông người ai cũng phải làm, hè hủy nhau để làm, gọi là mùa mà, chứ đâu phải mà cái lễ gì đó, vừa mùa lễ đông lắm, đông người làm. Mà tại sao không thấy Phật giáo Hòa Hảo làm? Thành hậu mới trả lời, thật ra Phật giáo Hòa Hảo làm lễ Du Lan ngày hai thời, chứ không phải là một năm làm lần. Tại vì sao làm lễ Du Lan? Mục đích là cầu cho ông bà cha mẹ âm siêu dương thới, nếu người nào qua đời thì được là siêu thoát, người nào còn tại đường tại thế đây thì được là thơi thới nhẹ an, được mạnh giỏi. Thì ở đây thành hậu thấy rằng người tín đồ Phật giáo bảo Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, Nam Mô Tam Nguyện Cầu là phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Đó, như vậy thì những cái điều này mà cho chúng ta thấy đó là chúng ta đã báo hiếu rồi. Báo hiếu là đâu quý vị? Đó, tại vì một ngày hai thời thì một năm là 720 lần, 365 ngày chia làm hai, mỗi ngày hai thời thì 720 lần làm lễ Du Lan cúng lại, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, một liên cứu mẹ bằng nay, nhà người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Đó, như vậy ân sâu con người cần phải trả, nghĩa cả cần phải đền. Như vậy thì hôm nay đối với cái người tín đồ nhà Phật và người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta nên luôn luôn, và cuối cùng đó là chúng ta ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền. Hiếu thế gian là chúng ta vừa lo cho cha mẹ khỏi đó rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thọ mạng, đó là hiếu thế gian. Còn chúng ta đền được một cái ân sức thế gian là chúng ta chỉ tu hành đắc đạo, con đắc đạo cứu an cha mẹ, mà cha mẹ thành nhiều trẻ qua chuông, chồng thành vợ cũng nên luôn thảm sầu, vân vân. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta được một cái sự tu tập và được một công phu và có những tấm lòng hảo tâm, đó là chúng ta đã làm một cái lễ Du Lan. Thì thưa quý vị, hôm nay nhân cái ngày 14, ngày mai ngày rằm làm cái lễ Du Lan, thì thành hậu chia sẻ với toàn thể cô bác bà con đôi điều để chúng ta có một cái niềm vui. Tuy nhiên là lúc này đi chùa không có được, giờ ở tại nhà thôi, ở tại nhà mình cũng đặt bàn hương án để cầu cho cha mẹ, cầu cho ông bà, cầu cho những cái người quá cố được siêu thoát, và cầu cho cha mẹ tại đường được tăng long phước thọ. Đó là chúng ta đã làm lễ rồi. Thì thôi, tóm lại chương trình hôm nay, thứ nhất là Du Lan là gì? Xin nói lại, Du Lan là gọi là Du Lan Bồn, là mở trói cho người bị treo ngược, là cái chữ này để cho chúng ta biết rằng là chịu đau khổ mà được một cái người khác đã mở trói cho mình rất là vui, gọi là Du Lan Bồn. Thứ hai, cái nguồn gốc Du Lan là do Đức Mục Kiền Liên Đại Hiếu vào thời cách đây trên 2000 năm đã thực hiện, mà chúng ta hôm nay đã noi theo, dấu Phật Tổ còn ghi rõ lắm, chăng chúng sanh càng bấm đi theo. Đó là một thứ hai. Một thứ ba là chúng ta phải
làm bằng cách nào để chúng ta có một cái phương thức để chúng ta làm lễ Vu Lan. Thì bây giờ chúng ta nên cầu nguyện và làm vân vân mọi thứ. Và cái cuối cùng là cái một cuối cùng đặc biệt hơn là chúng ta có sự tu tập để đắc đạo, để cứu được ông bà cha mẹ. Và như vậy thì vừa ý nghĩa lễ Vu Lan và Vu Lan có do đâu, và đại hiếu một quyền liên vân vân, thì đây là chung quy là trong một cái chương trình ngày hôm nay. Thì thưa toàn thể quý vị, tóm kết lại sự tình hậu cũng không biết nói gì hơn. Thầm nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia trì hộ độ cho toàn thể cô bác chúng ta luôn luôn được bình an và sống trong một cái mộ Vu Lan báo hiếu, được luôn luôn tinh tấn tu hành. Và sau cùng nhớ bấm đăng ký kênh Thành Hậu Cư Sĩ, bấm đăng ký để Thành Hậu có một cái động lực để luôn luôn lúc nào cũng đến với quý vị có những cái clip mới hơn để chia sẻ toàn thể cô bác bà con. Và xin thân ái kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.